Ba cái tin nóng thế giới ngày 9 tháng 5 phải coi nha cả nhà. Một đó là tình hình chiến sự Israel-Hamas. Cả nhà thân mến, Israel và Hamas cho biết là họ đang có giao tranh ở khu vực Rafah, một thành phố ở miền nam Gaza, nơi mà có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Ngày hôm trước đó cả nhà, thì Israel đã kêu gọi đó là sơ tán 100.000 người dân đến một cái khu vực mà họ gọi là khu vực nhân đạo, cách đó 5 đến 6 km gần bờ biển. Và chiều ngày hôm qua đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Austin cho biết rằng là Mỹ sẽ ngừng vận chuyển bom tới Israel vì họ đang lo ngại về cái tình hình đó là nhân đạo ở Rafah. Rồi, cái tin nổi bật thứ hai đó là về tình hình lũ lụt nha cả nhà. Thì bữa nay đó là một bang ở phía nam Brazil, họ đang phải trải qua những cái trận lũ lụt rất là nghiêm trọng. Được biết là 100 người đã không qua khỏi, hơn 100 người mất tích và 160.000 người phải rời bỏ nhà cửa luôn cả nhà. Và ở Kenya thì mấy ngày trước là một cái quốc gia mà giàu thứ 9 của châu Phi, họ cũng đang trải qua những cái trận lũ lụt. Được biết là cũng mấy trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Và có một cái điểm chung là trước khi mà những cái trận lũ lụt này đến thì họ đã phải chịu những cái ngày tháng mà cực nóng luôn. Tin nổi bật thứ ba đó là cuộc duyệt binh lớn ở Nga. Cả nhà thân mến, sáng ngày hôm nay ở Moscow thì đang diễn ra một cái cuộc duyệt binh rất là lớn, 79 năm ngày đánh bại Hitler. Thì năm trước á là cái cuộc duyệt binh là không có được chú ý nhiều bằng năm nay. Năm nay thì cuộc duyệt binh này nó diễn ra sau cái lễ nhậm chức lần thứ 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết á là những cái vũ khí mà thu được của NATO thì có trưng bày, cũng như là cái hệ thống mà tên lửa hạt nhân di động đang nhắc nhở phương Tây về cái sức mạnh của Nga. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cũng đang đặt ra một cái câu hỏi rằng với cái tốc độ mà tiêu hao hiện tại thì xe tăng hiện đại cũng như là phương tiện chiến đấu bộ binh có thể bị thiếu hụt trên mặt đất. Cả nhà còn biết những cái tin nóng nào về thế giới hôm nay nữa hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để mọi người cùng đọc nha. Và đừng quên thả tim follow mình là Hồng Tím, kênh về thế giới tóm tắt.